em đến là mặt trời đã soi ánh nắng trong lòng anh. Hai ta từng quấn quýt chuyện trò, mặc cho thế giới đổi thay. Để sau này ta chẳng còn lại gì, đọng lại ký ức trên hàng mi. Ta sẽ đều say đắm vì một người, sẽ không vì người ấy mà rời đi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, cho nơi dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàn thứ, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như xu hồn em mộng ban đắm say. ずっと預けたままでいいんだろうか。寂しがってないかな。我天天都想念着远远的你，你淡淡的发香是迷人的你。You know， 不愿意失去你，人群在熙攘，我也可以瞬间抓住你。亲爱的，我的双，告诉我 who you love。亲爱的，我的双，告诉我 who you love。Yes， 大好き。結婚しよう。
I'm not afraid to die.
quá thương yêu và bài hát tình yêu này. Em sẽ là của tôi. Bye bye. Quý phi năm đó thì sao? Biết người gì không? Người phi phai. Sai rồi. Ủa, vậy là người gì? Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn. Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi. Người nhà em đã gả em cho một người sắp chết vì 185 tỷ. Hả? Người sắp chết gì? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em. Sự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả đi. Hả? Còn đến trung tâm thương mại nhà họ Lâm của chúng tôi mua giày, cô mà xứng à? Chồng cô còn khỏe không? Nghe nói sắp chết rồi. Xem ai dám bắt nạt em ấy. Tất cả những gì phu nhân thích cứ mua hết. Mua luôn tập đoàn nhà họ Lâm dưới danh nghĩa vợ anh. Những người còn lại cút hết. Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kỳ ai. Nàng là hoa khôi rất xinh, trên môi nụ cười làm ai kia đứng tim. Mà nàng nào đâu biết yêu, biết mong đợi chờ, em chưa hề thương nhớ. Là vì khi nhìn ai đôi mắt người sẽ tròn, làm cho bao chàng trai thương nhớ em héo mòn. Mà
như người ta thích mình mới được chứ. Nhiều khi để người ta yêu mình sẽ hạnh phúc hơn mình yêu người ta. Eu já tava entediado mesmo. Vai que é tua, cascavel! Joga digital no chão.